Ngày nay, với sự phát triển của dịch vụ đặt hàng và xếp hàng, việc đặt hàng hóa, đồ ăn qua mạng đã trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng đi kèm theo đó là 1001 câu chuyện xung quanh, từ thái độ của nhân viên đến shipper hay chất lượng hàng hóa đều khiến dân mạng rôm rã bình luận. Có tình huống nhận được sự thích thú gì dễ thương nhưng cũng có khi dân tình lại ngồi vào bóc phốt. Câu chuyện của bà mẹ trẻ có tài khoản Facebook tên Sờ Cờ dưới đây là một ví dụ điển hình. Theo đó, bà mẹ trẻ cho biết mình chưa bao giờ review đồ ăn nhưng vì chuyện gặp phải quá khủng khiếp nên mới phải lên tiếng. Chẳng là buổi trưa, chỉ có lên một app giao hàng để đặt đồ ăn. Thấy cửa hàng tên K, Lò Đúc, Hà Nội, đang có khuyến mãi mà đồ ăn trong cũng hấp dẫn nên chị Sờ Cờ đã order một suất cơm đùi gà chiên mắm. Tuy nhiên kết quả mà vị khách hàng này nhận được lại gây bực mình, cơm thì không giống ảnh, gà thì cay, lại sống nhăn răng, ăn cơm mà rước bực vào bản thân. Thiết nghĩ nếu gọi cơm cho bọn trẻ con không biết gì thì hậu quả sẽ thế nào? Mở cửa bán hàng thì phải đảm bảo sức khỏe cho khách, chứ cứ tạc nham giảm giá bán lấy được mà không quan tâm đến chất lượng thì không thể làm ăn lâu dài. Mọi người tránh hàng này ra nhé, tránh phải một miếng buồn nôn suốt nãy giờ. Suất cơm cùng miếng gà còn sống của chị Sờ Cờ. Ngay sau khi xuất hiện trên bài đăng của chị Sờ Cờ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Thế nhưng bất ngờ hơn là hàng loạt bình luận không mấy tốt đẹp về cửa hàng này đã xuất hiện, họ cho biết rằng đây không phải là lần đầu tiên quán bị bóc phốt như vậy. Bao nhiêu review tệ rồi mà anh em vẫn bị dính ư? Phốt lần thứ 1000 vẫn rất đông khách. Quán này dính phốt làm cơm siêu bẩn, chủ quán dọa nạt người bóc phốt mà bạn ơi. Một lần mình đặt cơm sườn ở đây về cuối cùng bỏ nguyên suất vì sườn nguội và bốc mùi. Tiếp từ đó, quán này phốt nhiều lắm, từ năm ngoái tới giờ, còn đổi tên quán nữa mà vẫn bị phốt, vậy mà vẫn nhiều người bị lừa. Trời ơi, quán này bị tẩy chay rồi mà. Nổ một phốt to bếp mất vệ sinh và thái độ kèm nờ phốt nhỏ về chất lượng rồi mà vẫn có người dính tiếp. Cái quán này sống dai thế, phốt dài như một dòng sông mà vẫn còn sống. Tuần trước thì thịt lợn vẫn sống, nguyên tuần này thì thịt gà. Dự đoán tuần sau là thịt bò. Quán phốt ngập mặt mà vẫn có người đặt. Bình luận của dân mạng về quán cơm mà chị Sờ Cờ đã đặt. Và đặc biệt là không hề có bất cứ một bình luận bên dịch nào dành cho hàng cơm này. Hiện tại, phía cửa hàng K vẫn chưa có động tĩnh nào phản hồi tới khách hàng, còn dân mạng vẫn đang không ngừng bàn tán xôn xao.